Chào mừng các bạn đã quay trở lại với buổi livestream của thẩm mỹ viện của chúng tôi ngày hôm nay. Và tiếp tục với những câu chuyện của khách hàng của thẩm mỹ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với một khách hàng nam. Bạn ấy mong muốn sở hữu một chiếc mũi L-line thời thượng và sau 8 ngày thì bạn ấy đã quay lại với một khuôn mặt diện mạo hoàn toàn mới. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn ngay bây giờ. Xin chào bạn. Bạn có thể chia sẻ cho mình được biết là cơ duyên vì sao mà bạn lại biết đến thẩm mỹ viện của chúng tôi không? Nói chung là thẩm mỹ viện của mình thì em đã có tìm hiểu thì qua thông tin mạng Facebook hoặc là các trang mạng xã hội khác, cùng với đó là bạn bè người thân đã lên đây làm rất là nhiều. Và chắc là rất là nhiều người biết đến bạn trên Facebook từ bạn đã mong muốn mà cải thiện cái chiếc mũi của mình từ bao lâu rồi? Dạ 5 năm rồi. 5 năm rồi. Sau 5 năm thì mới có cơ duyên để mà thay đổi chiếc mũi của mình. Trong quá trình làm có đau đớn gì không bạn? Dạ là không đau xíu nào. Vậy trong 8 ngày qua thì nó có ảnh hưởng gì đến công việc của bạn không? Dạ khi mà làm mũi về thì công việc em rất là bình thường, em vẫn đi làm bình thường, nói chung không có cái khó chịu hay là như thế nào. Vâng ạ, cảm ơn bạn. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng xem lại chiếc mũi cũ của bạn và cùng gặp gỡ trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Trịnh Văn Minh, là chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ và thẩm mỹ viện của chúng tôi. Bác sẽ cùng chúng ta phân tích hình ảnh trước và sau của bạn Tony. Vâng, em xin chào bác ạ. Chào các bạn. Đây là cái hình ảnh của bạn Tony trước khi phẫu thuật. Với cái góc nhìn thẳng này, khi nhìn vào các bạn thấy là cái sống mũi của khách hàng tẹt ha, sống mũi tẹt. Và cái thứ hai là sống mũi ngay chỗ này rất là nhỏ, bên cạnh đó thì mũi ngắn và hết. Chúng ta thấy rõ hai cái lỗ mũi của khách hàng. Rồi, ở cái góc độ nghiêng thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Ở góc độ nghiêng thì bạn thấy cái mũi của khách hàng hoàn toàn là không có đẹp. Chiếc mũi thứ nhất là ngắn hết so với cái tổng thể của mặt của bạn. Tổng thể chiều dài của mặt thì so chiếc mũi rất là ngắn hết ha. Cái thứ hai nữa là cái mũi nó nhỏ. Các bạn thấy trụ mũi rất là thấp so với khuôn mặt. Đó. Về cái góc nhìn dưới lên thì chúng ta thấy là cái trụ mũi của bạn thì bị vẹo qua bên phải ha. Hai cái lỗ mũi thì là hai cái hình hạt đậu và cái mũi khá là nhỏ nhắn mặc dù là trên một bàn nam. Bây giờ chúng ta thấy bây giờ chúng ta có thể là cùng xem lại cái hình ảnh của bạn sau phẫu thuật. Thì bây giờ chúng tôi đã cải thiện cái thứ nhất là chúng tôi dùng cái phương pháp nâng mũi cấu trúc. Bạn mong muốn có dáng mũi L-line thì cái trường hợp mà như thế này, cái làm mũi L-line khá là khó đối với những cái đây là một trường hợp khó để mà làm sao cái mũi nó vừa đẹp vừa hài hòa trên mặt của bạn. Tại vì cái thứ nhất bạn thấy là trên cái mặt của bạn, trán của bạn thì nó ra phía sau, cái cầm của bạn cũng ra phía sau, cho nên là cái mặt của bạn nó cầm còn thiếu ha. Thì cái trường hợp này cái dáng mũi L-line trên cái khuôn mặt nhỏ nhắn thì khá là khó để mà làm sao cho nó đẹp mà nó hài hòa. Thì đối với trường hợp này chúng tôi đã có những cái kinh nghiệm để mà làm dáng mũi như thế này, thì chúng tôi lấy sụn tay sụn vách ngang dựng cái đầu mũi hoàn toàn bản thân cho bạn. Sau này bạn có thể lay đắt hoàn toàn thoải mái ha. Sau này hiện tại cái trụ mũi đã được chúng tôi nâng cao lên và chúng tôi làm cái sống mũi kéo dài sống mũi. Thì bây giờ mũi của bạn đã kín hơn nè, chiếc mũi của bạn đã đủ cái độ dài, nó hài hòa với khuôn mặt hơn, đẹp hơn. Và các bạn nhìn ở dưới lên thì bạn thấy là chiếc mũi, cái trụ mũi đã được chỉnh thẳng, không có còn cong vẹo như hồi trước nè. Hai lỗ mũi thì hình hạt chanh rất là đẹp và cái tháp mũi thì hình tam giác ha, rất là đẹp ha. Đó. Bây giờ nếu như chúng ta quan sát về tổng thể khuôn mặt của bạn thì chúng ta thấy chiếc mũi này đặt lên cái khuôn mặt của bạn rất là hài hòa và cân đối. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Minh. Và Tony có thể cho chị được hỏi là
sau khi mà tháo chiếc hạng mục ra thì em cảm thấy là công việc gần đây hay cuộc sống gần đây có thay đổi gì không? Dạ có, nói chung là được lời khen của rất là nhiều người xung quanh. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là em tự tin. Đúng rồi, khi mà mình tự tin thì mình còn có thể làm được những cái điều lớn hơn. Dạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Và xin được chia sẻ một cái điều nhỏ với Tony là mũi của em thì mới có 8 ngày thôi. Yeah. Thì sau 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng mũi nó còn đẹp hơn và hài hòa hơn so với khuôn mặt của em hiện tại. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Minh cũng như là Tony đã đến với buổi livestream ngày hôm nay. Yeah, cảm ơn mọi người. Tạm biệt mọi người ạ. Xin chào các bạn.